là một chiếc xe công nhân tự chế mà chở tới 3,5 tấn. Trở lại với kênh Hữu Ích Cao To. Trong video ngày hôm nay các bạn có thể thấy là hai chiếc xe công nông rất là to đang đậu đây các bạn nhé. Một chiếc xe 1 khối và một chiếc xe 3,5 khối. Và trước mặt các bạn là chiếc máy xúc là 15UR. Là xúc cát đây các bạn nhé. Một lần nữa thì các bạn cùng với tôi theo chân bác tài xế công nông siêu to khổng lồ đi đến công trình của bên. Các bạn tôi đi sang đây, chiếc xe của chú say. Chiếc xe rất là khủng các bạn ơi. Chiếc xe được trang bị máy gôn. Đây các bạn nhìn quả. Đây, chất chưa? Đây, chiếc xe được trang bị hệ thống lái thủy lực các bạn nhé. Đây các bạn cùng tôi đi ra đằng sau. Chiếc xe được trang bị lốp 700 các bạn nhé. Em sao đây ông? Xe cháu hôm nay tự dưng là đứt vẽ chân van, đang đi tự dưng hơi xì ra mâm. Ai mà các bạn chiêm ngưỡng bộ cầm và phanh lốc kê của em nó này. Con này rất là dày các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị hệ thống gương. Đấy, gương được còi sên các bạn nhá. Đấy. Đấy, còi lăn luôn. Quá là đẳng cấp. Cái điều đặc biệt ở chiếc xe này nhá, các bạn biết đây là gì không? Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đây là chiếc xe này nó có 1 2 3 4 cái chân ở đây các bạn nhá. Cho các bạn xem thụt trước này, 1 2 3 thụt chưa? Quá là đẳng cấp. Đấy và lốp trước của nó đây, các bạn xem hệ thống này. 600-13 các bạn ơi. 600-13 nhá. Và các bạn cùng với tôi theo chân bác tài xế công nông 3,5 khối cát các bạn nhá. Chiếc xe này được trang bị hệ thống phanh lốc kê. Chiếc xe trông rất là khủng khiếp các bạn. Chiếc xe trông rất là giống chiếc ô tô các bạn nhé. Và giờ một cái hành trình rất là dài, các bạn cùng với tôi theo chân nhé. Con đường làng này nó khá là chật hẹp, mỗi khi gặp chướng ngại vật đều phải chờ đợi nhau.
ngõ rất là nhỏ các bạn nhá. Các bạn có vừa không? Ngõ chỉ đúng vừa chiếc xe. Đây là chiếc xe câu lông to nhất làng mình nhé các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị máy 40 và bánh động cơ. Và nhắc lại cho các bạn biết nó là chiếc xe rất là khủng khiếp. Tiếp tục là chuyến cát thứ hai vào cái hành trình con ngõ nhỏ các bạn nhé. Những chuyến xe rất là căng go và trong các con ngõ nhỏ của bác tài xế.
tiếp tục là chuyến cát thứ hai. Chiếc xe chở 7 khối cát trong khoảng 2 chuyến, nói là con số rất là khủng khiếp. Các bạn có thể tưởng tượng là một chiếc xe công nông tự chế mà chở tới 3,5 khối. Chiếc thùng được bè ván rất là to các bạn nhé. Đây là chiếc máy Volt 40 các bạn nhá. Đây là hệ thống phanh ốp xe các bạn nhé. Bye.